Về khả năng tiếng Anh của mình thì có thể phải nói là tự ti thì nhiều hơn là tự hào. Mình tên là Cường và năm nay mình 21 tuổi và hiện tại thì mình là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên ngành mà mình đang theo học đó chính là ngành marketing và công việc chính hiện tại của mình đó chính là một nhân viên bán thời gian tại cửa hàng kem trên đường Nguyễn Thái Học, quận Nhất. Phải nói là trong cái khoảng thời gian đầu mà mình đi làm tại tiệm kem trên quận Nhất thì mình đa số là tiếp xúc lại với rất là nhiều khách Tây, mà lúc đó thì cái kỹ năng nói của mình phải thực sự nói là rất là tệ luôn, và lúc đó mình rất là ấp a ấp úng với lại những cái vị khách Tây đó, và cái việc đó làm cho mình cảm thấy rất là ngại và xấu hổ, và mình phải nhờ đến những cái anh chị đã làm lâu năm trong tiệm kem đó giúp đỡ mình. Kể từ lần đầu mà mình trả lời ấp a ấp úng với những vị khách nước ngoài ở chỗ làm của mình á, thì mình đã được một chị học ngành ngôn ngữ Anh đã giới thiệu cho mình đến cái app Elsa này, và sau một khoảng thời gian tải về và trải nghiệm thì quả thật là app Elsa đã giúp cho mình có thêm được rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc nói tiếng Anh cũng như là cải thiện được cái việc mà nhấn nhá âm tiếng Anh sao cho chuẩn. Hi everyone, I'm Cường, a senior student at Open University of Ho Chi Minh City, and my major is marketing. As you know, marketing requires a lot of English skill, not only to understand in marketing term, but also to communicate with partner and colleges. So that is the reason why I decided to improve my English speaking skill with Elsa.